ai cũng giống như nhau. Thật sự thì ở đây ai cũng giỏi như ai luôn. Tất cả mọi người, 2.400 người ở đây, mọi người phải tin vào bản thân của mình, ai ở đây cũng giỏi hết. Tất cả mọi người đều như nhau, điểm bắt đầu, điểm xuất phát như nhau, còn đích đến cũng như nhau. Quan trọng là mình đi thế nào thôi. Ví dụ như ngày hôm nay, mọi người cũng có chị Nhung ơi. Chị Nhung ơi, em muốn đi về địa điểm này nè, ở đây nè, lúc mấy giờ? Thì mọi người đã xác định cái địa điểm rõ ràng, mục tiêu rõ ràng. Mọi người đi thẳng một mạch lên taxi, bóc xe tới chỗ. Mọi người không mất thời gian. Nhưng mà khi mà mọi người không xác định được cái mục tiêu của mình, cũng không xác định được là mình sẽ đi tới đâu, thì có phải là mình cứ xách xe mình chạy vòng? Thôi anh ơi, anh chở em tới đây, em chạy vòng đi, em muốn chưa biết em đi đâu nữa. Thì mọi người sẽ mất rất là nhiều thời gian. Cho nên là ai cũng vậy, ở đây không ai giỏi hơn ai mà cũng không ai dở hơn ai. Tất cả chị em mình, tất cả anh em mình đều giống như nhau. Đều giống như nhau hết, tụi mình đều giống như nhau. Mọi người xuất phát điểm cũng bằng nhau, và cái công việc của mình cũng giống nhau. Ví dụ như những người cùng với mình, mình cứ nghĩ là người ta giỏi, không phải đâu, tại vì người ta có sự cố gắng hơn mình. Đó, đối với chị là như vậy. Mỗi ngày các bạn chỉ cần tốt lên 1% thôi. Ví dụ như ngày hôm trước chị là người không có bao giờ dám livestream, không dám nói chuyện, bật cái camera lên là đơ. Mà có livestream ngày xưa mấy lần bên anh Búc á, bật lên không nói chuyện được, xong là tắt livestream. Về công việc thì nói được, mà kiểu bị không có thoải mái như hiện tại bây giờ. Đó, thì nhiều khi tắt live luôn, khóc luôn, kiểu tại sao mà người ta làm được mà mình làm không được. Đó, như chị cảm ơn Kim Linh ơi. Và cũng chị cũng phải cố gắng rất là nhiều, rất là nhiều. Thôi cố gắng lên live, mình cứ bình thường đi, mình cứ làm mình đi. Mà cứ không có thể nào hoạt ngôn được giống mọi người. Tại vì mỗi người sẽ có một cái ưu điểm và cái khuyết điểm, không ai giống ai hết. Và bản thân chị là một cái người rất là bị, là có thể là mọi người gặp ở ngoài chị rất là hoạt ngôn luôn, mà lên mạng chị sẽ kiểu là bị không có nói chuyện nhiều được. Giống như bé Phụng á, thì nó rất là hoạt ngôn, rất là giỏi luôn, nó nói chuyện thoải mái được. Nhưng mà chị sau này chị tập thế ra mình tập rồi mình cũng sẽ được giống em của mình, nhưng có thể là mình sẽ không bằng thôi.